không rước đèn, không rước lân. Không khí Trung thu ở thành phố Hồ Chí Minh đã không còn như những năm trước. Trong hoàn cảnh dịch bệnh này, đưa Trung thu đến với trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi vì dịch bệnh hay những trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến đang được chính quyền, các mạnh thường quân và lực lượng quân đội hết sức quan tâm. Ghi nhận không khí Trung thu đặc biệt năm nay tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trăng rằm còn chưa lên, nhưng con hẻm kia quanh năm không ánh sáng. Sâu thẳm trong đó là hàng chục phòng trọ của người nghèo. Dịch Covid-19 càng làm cho con hẻm này ở quận Bình Tân thêm nước mắt và tăm tối. Như trường hợp của hai đứa trẻ này, bé trai 11 tuổi và bé gái 6 tuổi, bố mẹ chúng, những người lao động nghèo từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh vừa mất. Hai đứa trẻ giờ sống trong sự bao bọc của người chú mới ngoài đôi mươi, cũng đang thất nghiệp vì dịch. Học bổng từ mạnh thường quân, gạo từ chính quyền. Nhưng với những đứa trẻ, như một lẽ rất tự nhiên, Trung thu thì chúng mê bánh và đèn ngôi sao. Hai bé bị mồ côi, cơ quan nhà nước cũng cho gạo lương thực. Hôm nay có chủ tịch giao bánh Trung thu cho hai bé và tiền. Tôi muốn mong các mạnh thường quân gắng giúp đỡ cho hai cháu. Tuyền vừa bước sang tuổi 18, nhưng giờ thì cô gái trẻ này phải đóng vai trò người mẹ, người cha của đứa em trai 10 tuổi. Tuyền cho biết ngày nào cậu bé cũng khóc vì nhớ cha mẹ và món quà Trung thu sẽ giúp chị em cô nguôi ngoai phần nào. Con thấy rất là vui. Tuyền cảm ơn các chú và các anh đã trao quà cho hai chị em con vào ngày Trung thu. Mọi trẻ em đều được hưởng Tết Trung thu, thậm chí đêm hội trăng rằm còn được tổ chức ở những bệnh viện dã chiến như thế này. Một buổi văn nghệ này dành cho các em thiếu nhi và người lớn trong khu điều trị ICU. Một số em còn sức khỏe đã cố gắng đến đây để cùng vui với đêm hội Trung thu đặc biệt. Và dĩ nhiên, để có được cái Tết Trung thu trong bối cảnh đặc biệt, năm nay, ngoài chính quyền và các tổ chức thiện nguyện lo Tết Trung thu cho trẻ em, còn có lực lượng quân đội. Bên cạnh nhu yếu phẩm cho mùa dịch, thì chiếc đèn ngôi sao cũng được các chiến sĩ làm cẩn thận để trao tặng tay các em nhỏ. Tập trung làm những chiếc lồng đèn ông sao để gửi gắm đến tấm lòng cho các cháu. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy hỗ trợ cho các cháu 260 phần quà. Mỗi cán bộ chiến sĩ lãnh đạo tối đêm nay phải trực tiếp gửi đến nhà cho các cháu. Nó mang cái tinh thần, cái động viên đến các em thiếu nhi trên địa bàn trong cái mùa dịch này, để qua đó cũng là chia sẻ, động viên các em vượt qua cái giai đoạn khó khăn của dịch. Một mùa Trung thu đặc biệt ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, nó mang đến nhiều sầu buồn và nhiều nước mắt cho người lớn. Nhưng vẫn có bánh, có đèn ông sao, có nụ cười và hy vọng cho trẻ em. Thưa quý vị, Tết Trung thu cũng là ngày đầu tiên thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội. Dù vậy, dịch bệnh đã làm thay đổi hoàn toàn không khí đón Trung thu hàng năm và đã không còn những khu phố đông vui nhộn nhịp, đã vắng đi những đám rước đèn rộn rã tùng dinh. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với những khác lạ của mùa Trung thu năm nay ở phố Hàng Mã, nơi được xem là chợ Trung thu truyền thống của Hà Nội, qua ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền hiện đã có mặt tại khu phố này. Xin mời chị Thanh Huyền. Vâng, xin chào biên tập viên Kỳ Vọng, xin chào biên tập viên Hoàng Phương và các quý vị khán giả. Thưa quý vị, phố Hàng Mã còn được coi là chợ Trung thu của thủ đô Hà Nội, khi mà mỗi dịp Tết Trung thu thì luôn luôn đông nghẹt người đến để mua hàng, đến để tham quan, check in, chụp ảnh. Và ngày hôm qua thì tôi cũng có mặt tại con phố này, và để so sánh với cảnh tượng của ngày hôm nay thì phải nhận định là khác biệt hoàn toàn. Ngay từ giữa giờ chiều, lượng người đổ về đây đã rất là đông. Mọi người đến đây để mua đồ chơi này, có người thì đưa cả trẻ con đến đây để vui chơi, chụp ảnh và có cả các bạn trẻ nữa. Theo ghi nhận thì lực lượng chức năng phường Hàng Mã đã có mặt để xử lý tình hình. Theo quy định thì các chủ cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí tại đây không được phép mở bán. Và một điểm bất cập đó là sự quản lý thiếu nhất quán. Nhiều tiểu thương thì bức xúc phản ánh là có khu thì nghiêm cấm người bán và quản lý chặt người đến mua hàng, còn có khu thì lại được nới lỏng để kinh doanh. Và thưa quý vị, đến thời điểm này thì nhờ có sự can thiệp của lực lượng chức năng, tức là bây giờ đang là gần 19 giờ nên so với buổi chiều thì lượng người đến đây đã bớt đông đúc đi rồi. Tuy vậy thì nhiều cửa hàng vẫn đang mở hé cửa để bán cho khách mua lẻ.
Và nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đông đúc này được cho là do người dân không bị kiểm soát giấy đi đường nữa và có tâm lý muốn được ra ngoài đi chơi nhân dịp Trung Thu. Và nhiều người thì do không nắm rõ quy định và cho rằng nới lỏng giãn cách nên có thể tự do đi lại vui chơi. Quý vị khán giả lưu ý là mặc dù nới lỏng giãn cách nhưng mà các khu vui chơi này, công viên và các hoạt động không thiết yếu thì vẫn là không được phép. Và quan trọng nhất ở thời điểm này là tự chính mình phải bảo vệ mình và tránh những nơi đông đúc như thế này, bởi vì nguy cơ dịch bệnh là rất lớn. Và thêm một thông tin muốn gửi đến quý vị khán giả, đó là các trung tâm thương mại hiện vẫn đóng cửa. Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm thì bây giờ đã quây kín và kiểm soát chặt chẽ khu vực dành cho người đi bộ. Và tối nay nếu mà quý vị muốn chọn một nơi để vui chơi Trung Thu thì hãy thật cân nhắc những thông tin vừa rồi để có một đêm Trung Thu ý nghĩa nhất mà vẫn an toàn nhất. Còn bây giờ xin được quay trở lại với trường quay ạ. Xin cảm ơn phóng viên Thanh Huyền. Thưa quý vị, dù đã nới lỏng giãn cách và người dân có thể ra đường, thế nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh thì vẫn còn cao. Vì vậy, nhiều gia đình ở Hà Nội đã tổ chức Trung Thu cho các con ngay tại nhà. Không khí đón Trung Thu có thể giảm đi, thế nhưng đó là sự lựa chọn cần thiết để chúng ta chung tay phòng dịch. Con giữ không? Một tay con đặt vào. Sức đĩa mất. Không sao. Tự tay cắt bánh Trung Thu, cùng mẹ vẽ tranh, bày quà bánh. Với những đứa trẻ, Trung Thu bỗng trở nên thật khác biệt. Bình thường nha, có những hôm nó đẹp thì sẽ là mây nó bay phun một đêm trăng này sẽ thấy nó chạy từ lên đây này. Cái vui của năm trước là được đi chơi với bạn, được đi khắp nơi học chạy. Còn cái vui của năm nay là được ở bên gia đình. Con với các anh bày cỗ đón Trung Thu dưới ánh trăng. Ngồi ngắm trăng cùng nhau. Ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu thì lại là lúc mà trăng đẹp nhất và tròn nhất. Thế thì đôi khi chẳng cần làm gì cả, ngồi yên lặng mà ngắm vầng trăng để cho ánh sáng của vầng trăng đem lại cho mình những cái cảm xúc rất là khác, rất là lạ. Và lúc bình thường mình bận quá, công việc của mình, đời sống của mình khiến mình quên đi sự tồn tại của vầng trăng hay quên đi cái cảm xúc rất đẹp. Cái ý nghĩa mấu chốt của tất cả các ngày lễ đấy là chúng ta có thời gian để ở lại bên nhau, ngồi lại bên nhau để tận hưởng không khí gia đình. Đợt giãn cách này là một dịp để chúng ta sống chậm hơn, nhâm nhi chậm hơn để có một cái cảm giác hoàn toàn khác. Và rất may mắn là hiện tại thì mặc dù giãn cách nhưng mà việc đặt mua đồ thì vẫn rất dễ dàng. Nên tôi vẫn có thể tổ chức cho các con một cái buổi lễ Trung Thu. Tôi nghĩ là ý nghĩa đối với tôi và đối với các con. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội không tổ chức các hoạt động đón Trung Thu như mọi năm. Thay vào đó là tổ chức trưng bày trực tuyến với chủ đề Trung Thu Sum Vầy nhằm gửi gắm những hình ảnh, những câu chuyện về Trung Thu truyền thống chung quanh mâm cỗ Trung Thu ấm áp và giàu tình thân. Trưng bày trực tuyến Trung Thu Sum Vầy tại hai địa chỉ hoangthanhthanglong.vn và trưng bày online .hoangthanhthanglong.vn. Trang trưng bày phỏng dựng mâm cỗ Trung Thu truyền thống của người Hà Nội đầu thế kỷ 20 dựa trên các tư liệu tranh vẽ, bút ký của các tác giả Henry Auger, Nguyễn Tuân, Phan Kế Bính, Vũ Bằng. Trong mâm cỗ Trung Thu có ông tiến sĩ giấy thể hiện mong ước con cháu học hành thành đạt. Có bánh Trung Thu, các loại bánh hình con giống cùng các sản vật mùa thu rất phổ biến với người Việt. Trong cái điều kiện dịch, khu di sản bị phải đóng cửa và khách không đến khu di sản được thì chúng tôi thấy là trưng bày trực tuyến hay là hình thức online hoặc một số các cái hình thức quảng bá cũng giúp cho du khách có cái điều kiện đến gần với di sản hơn bằng một cái hỗ trợ của cái công nghệ thông tin. Tại trang trưng bày trực tuyến, người xem còn được gặp gỡ nhà sử học Lê Văn Lan qua các video nói chuyện về Tết Trung Thu truyền thống, chủ đề Trung Thu Sum Vầy trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tục bày cỗ của người Hà Nội với các tích truyện đặc sắc như ông Lã Vọng Câu Cá, tiến sĩ Vinh Quy, người con Hiếu Thảo, tục rước đèn hay tục thưởng trăng của người Hà Nội. Chúng ta có một cái Tết Trung Thu đặc biệt năm nay ở cái thời đại dịch Trung Thu được tổ chức như thế nào đấy, hợp tình, hợp lý thì sẽ mang lại một cái giá trị rất đáng kể, cố kết nhau lại, sum vầy, tạo ra hạnh phúc trong gian khó. Thông qua hình thức trực tuyến,
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội mong muốn truyền tải đến công chúng những ý nghĩa quan trọng của ngày Tết Trung Thu, giúp các em nhỏ và người thân của mình được trải nghiệm một mùa Trung Thu sum vầy và an toàn giữa thời dịch Covid-19. Tết Trung Thu cũng là dịp bước vào năm học mới 2021-2022. Các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, khu cách ly tập trung ở tỉnh Quảng Bình cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cô chú bộ đội biên phòng khi tổ chức những đêm hội trăng rằm, những phần quà ấm áp, yêu thương. Bánh kẹo, những chiếc đèn lồng được các cô chú bộ đội biên phòng tự tay gói, làm đã đến tận tay những em nhỏ các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới tỉnh Quảng Bình. Đợt hoạt động về với bản làng trên biên giới, chúng tôi thấy được những khó khăn thiếu thốn của các cháu trẻ em vùng sâu vùng xa dân tộc Vân Kiều. Đến với các cháu trong đợt này cũng mong được phần nào giúp đỡ các cháu vững tin bước vào năm học mới, rồi vui vẻ đón Tết Trung Thu năm nay đầy tình cảm ấm áp và yêu thương. Cũng trong dịp Trung Thu này, các cô chú bộ đội biên phòng Quảng Bình đã dành nhiều phần quà tặng trẻ em tại các khu cách ly tập trung. Đây là nguồn động viên để các cháu có một Trung Thu ấm áp, vượt qua thời gian cách ly vì dịch bệnh để sớm trở lại cộng đồng. Con được nhận quà từ các cô các chú của bộ đội biên phòng tỉnh. Con cảm ơn các cô các chú. Năm nay do cái diễn biến tình hình dịch bệnh Covid hết sức phức tạp trên địa bàn biên giới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động để các em bước vào năm học mới, rồi tổ chức cái Tết Trung Thu thật là ý nghĩa và phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, cơ quan đơn vị. Trong đó tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ, mua sắm, giúp được các em cái cơ sở vật chất, dụng cụ học tập, rồi tặng các cái phần quà thật ý nghĩa. Với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng cho hơn 3.000 suất quà tặng được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao đến các cháu trong mùa Trung Thu năm nay, sự ấm áp và nghĩa tình từ những hành động cụ thể của các cô, các chú sẽ giúp các em có một mùa Trung Thu đáng nhớ.